Ngoại hình mày khá đẹp anh ạ. Máy thì lúc về đã có dán màn chống xước rồi. Cái này thì mình về mình có thể nột ra được. Không thì anh cứ để vậy để chống xước cho màn hình anh nhé. Này lúc nhập về nó đã có rồi ạ. XNES để nhận các điều kiện giao dịch tốt hơn. Nhưng tốt hơn là như thế nào? Ổ cứng 256 ạ. ID của máy anh nhé.